Ngay bây giờ sẽ là diễn biến về bão số 10. Mặc dù là đã suy yếu đáng kể sau khi vào Biển Đông, tuy nhiên theo các chuyên gia đánh giá, đây là một cơn bão phức tạp, lúc mạnh, lúc yếu. Trong 24 giờ tới, dự báo là bão sẽ di chuyển từ 15 đến 20 km một giờ theo hướng Tây. Sau 24 giờ thì sẽ đi theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ chậm lại 10 đến 15 km một giờ. Về cường độ thì trong ngày hôm nay sẽ duy trì khoảng cấp 8. Khi đi đến khu vực phía tây nam của huyện đảo Hoàng Sa là ngày 4 tháng 11, bão có thể mạnh lên cấp 9, sau đó lại suy yếu khi áp sát bờ biển Đà Nẵng đến Phú Yên. Dự báo là bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh thành Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11, với lượng mưa từ 100 đến 400 mm. Trước đó, khi đi qua phía nam của đảo Luzon, Philippines, siêu bão Goni đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Ngoài ra, gần 400 người khác đang phải đi sơ tán. Hiện hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ cho công tác sơ tán và các nỗ lực ứng cứu. Bão cũng gây sạt lở ở tỉnh Anbai khiến cho 300 ngôi nhà bị chôn vùi. Ở vùng Bicol thì nước ở các con sông đang dâng cao, gây vỡ đê. Nhiều ngôi làng trong vùng đã bị nhấn chìm. Tại một số khu vực bị ảnh hưởng, điện bị cắt khiến cho quá trình thông tin liên lạc bị gián đoạn. Ngoài ra thì giao thông ở một số khu vực rừng núi cũng bị ảnh hưởng do sạt lở. Trận động đất mạnh hôm thứ Sáu tuần trước tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho 79 người thiệt mạng, nhưng cũng rất nhiều người may mắn sống sót sau khi được tìm thấy từ trong đống đổ nát của các tòa nhà. Và em bé 3 tuổi này ở thành phố Izmir cũng đã được cứu sau 65 giờ, tức là gần 3 ngày mắc kẹt. Tòa nhà mà gia đình em Elif ở đã đổ sập hoàn toàn sau trận động đất. May mắn là sau hơn 2 ngày thì em cùng với mẹ và 3 người chị em khác đã được đội cứu hộ đưa ra ngoài một cách an toàn. Trước đó thì ở cùng địa điểm này, một bé gái 14 tuổi cũng đã sống sót sau 58 giờ nằm trong đống đổ nát. Hôm nay, thời tiết tại khu vực Rào Trăng Ba của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng, do đó mà lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích. Phương án nắn dòng sông Rào Trăng để tìm kiếm cũng được tính đến. Các lực lượng cứu nạn tiếp tục chia ra hai tốp để tìm kiếm dọc bên bờ suối và khu vực dưới chân núi. Mọi công tác tìm kiếm đang được các lực lượng thực hiện một cách khẩn trương nhất, tận dụng thời tiết nắng ráo để chạy đua với thời gian trước khi mà bão số 10 có thể đổ bộ. Dự tính là trong ngày hôm nay, các khu vực còn lại sẽ được đào bới. Nếu như vẫn không tìm thấy các nạn nhân thì sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là tìm kiếm các tuyến bên cạnh. Trường hợp vẫn không tìm thấy thì sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn 3 là nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối nếu thuận lợi. Và đến nay, vẫn còn 12 công nhân mất tích tại khu vực sạt lở này. Trong lúc này, ở tỉnh Quảng Nam, tại những nơi đã xảy ra sạt lở đất, và vẫn còn những người mất tích chưa được tìm thấy, công tác cứu hộ cũng đang được khẩn trương tiến hành trước khi mà bão số 10 tiến vào. Ở huyện Nam Trà My thì vẫn còn 15 người mất tích, ở huyện Phước Sơn lân cận là 5 người. Đường bộ vào hai xã của huyện Phước Sơn thì vẫn chưa được thông, và ở đây còn hàng ngàn hộ dân vẫn đang tiếp tục bị cô lập. Các lực lượng chức năng thì đang tìm mọi cách để nhanh chóng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân hai xã Phước Lộc và Phước Thành của huyện Phước Sơn. Và để cập nhật tình hình thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên Trọng Ý của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Trọng Ý thì liên tục những ngày qua đã bám sát thông tin cứu hộ cứu nạn tại khu vực này. Vâng, thưa anh Trọng Ý, những giải pháp nào đang được triển khai để đưa hàng cứu trợ đến những hộ dân bị cô lập ở hai xã Phước Lộc và Phước Thành vậy anh? Thì hai ngày qua thì các cái lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Nam và cả cái lực lượng xung kích tại chỗ của huyện Phước Sơn đã cũng khẩn trương gửi cái lương thực thực phẩm bằng đường bộ để tiếp tế cho bà con hai xã Phước Thành và Phước Lộc. Thì đối với xã Phước Thành thì do cái đường xá bị sạt lở quá nhiều nên cái việc vận chuyển đến xã thì phải chia thành hai chặng thì mới có thể đưa lương thực đến giúp với bà con. Thì trong hôm qua và hôm nay thì đã vận chuyển được 15 tấn lương thực gồm có gạo và các cái nhu yếu phẩm. Thì với cái số lượng lương thực này thì người dân có thể là dùng trong cái thời gian hơn 10 ngày. Thì riêng tại xã Phước Lộc, cái việc mà vận chuyển bằng đường bộ thì nó gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên thì cũng may là hai ngày hôm qua và hôm nay thì thời tiết nó thuận lợi nên
cũng đã có 4 cái chuyến bay của sư đoàn không quân 372 tiếp tế cho bà con xã Phước Lộc là khoảng hơn 8 tấn lương thực. Thì nhờ vậy thì cũng giúp cái người dân ở cái vùng cô lập như xã Phước Lộc và cũng có thể là không bị thiếu đói trong những cái ngày tới. Vâng, như chia sẻ của anh thì chắc rằng là trong 10 ngày tới, ít nhất là 10 ngày tới thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là bà con đủ lương thực, thực phẩm đúng không ạ? Tuy nhiên thì bên cạnh công tác tiếp tế về lương thực, thực phẩm thì chúng tôi được biết là công tác tìm kiếm những người mất tích tại huyện Phước Sơn được tiến hành rất là khẩn trương. Và kết quả tìm kiếm các nạn nhân mất tích thì đến thời điểm này ra sao rồi anh? Thì đến giờ phút này thì đã có 9 trên 13 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất và lũ ống tại xã Phước Lộc thì đã được tìm thấy. Thì trong đó tại điểm sạt lở do lũ quét tại thôn 3 xã Phước Lộc thì đã chỗ mà 11 nạn nhân á thì đã tìm thấy được 8 nạn nhân. Và cách đây khoảng độ 1 giờ thì cơ quan chức năng huyện Phước Sơn cũng đã xác nhận là vừa tìm thấy thêm một thi thể của nạn nhân Hồ Văn Độ là cán bộ của đoàn thanh niên xã Phước Lộc bị mất tích hôm bão vào đó, bị mất tích khi đi làm nhiệm vụ do cái phòng chống lụt bão ngày 28 tháng 10 vừa qua. Thì theo tôi được biết thì đầu giờ chiều nay thì cái lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Nam cũng đã đến được với xã Phước Lộc để mà tiếp tục triển khai cái công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Vâng. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh Trọng Ý.